trong khi nhiều quốc gia khác trên thế giới luôn khuyến khích và mong muốn những người dân của mình làm việc một cách nhiệt huyết và chăm chỉ thì nhật bản lại có một yêu cầu khá kỳ lạ đó là mọi người hãy giảm bớt những nhiệt huyết làm việc đó thậm chí mới đây chính phủ nhật còn cho thành lập các đội chống làm thêm giờ bởi hiện nay nước này đang phải đối mặt với thực trạng có quá nhiều người chết chỉ vì làm việc kiệt sức Thành phố Tokyo của Nhật Bản là nơi đầu tiên thành lập các đội phòng chống làm thêm giờ. Theo đó, các đội đặc biệt này sẽ đi tới kiểm tra các văn phòng trong thành phố để đảm bảo các cơ quan đều tan làm trước 8 giờ tối. Nếu ai vi phạm sẽ được theo dõi và có thể bị áp dụng biện pháp xử lý theo quy định. Người lao động Nhật Bản đang được chính phủ khuyến cáo cắt giảm giờ làm thêm do lo ngại bị kiệt sức và đột quỵ. Thực tế ít nhất 20% người Nhật Bản trong độ tuổi lao động đang làm việc quá nhiều gây tổn hại nghiêm trọng sức khỏe. Theo thống kê, 22,7% số công ty được khảo sát từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 7 năm 2016 nói rằng người lao động thường làm việc vượt thời gian quy định 80 tiếng mỗi tháng trong khi đó số liệu từ cục cảnh sát quốc gia Nhật Bản cũng chỉ ra có tới hơn 2.100 người Nhật tự tử vì áp lực trong công việc trong năm 2015